Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bình Minh Hôm Mây Xóa. Sáng nay tụi mình tiếp tục đi múa ở Bình Dương nha. Mấy bữa múa Bình Dương dở quá mình quay nhưng mà mình không có đăng. Hôm nay tâm cho nó he he để mình quay mình đăng cái. Đây là xu không. Mấy bữa có Bình Dương có anh dặn quýnh nên mình quýnh nhưng mà này mình quýnh là nó phải khác. Có khi tôi quýnh luôn á. Quýnh bài hai con cũ. Chứ hai thằng đây có thằng thằng đạm bị đầu mày quýnh thằng kia quýnh thằng kia. Im mặc áo trắng luôn rồi. Bây giờ tụi mình chuẩn bị show cuối cùng để lấy tiền đi Quy Nhơn thi giả như này. Táo do anh làm bên này mà. Đây là chiếc thuyền của tụi mình. Bây giờ tụi mình đang chờ si vô đi. Anh có dép? Có đem. Là một ngày nữa đi búa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lần. Đây búa đuôi. Búa như quần què. Chào chuyện wifi phải không? Yeah. Có những gì với người yêu không? Có. Có thì thao. Dạ chào. Để cho hỏi lại lần hai rồi. Cái này cũng được. Rồi biết follow rồi. Thử không? Bây giờ anh em mình đi vô Bình Dương tới nào mình sẽ quay tiếp nha. A few moments later. Anh em mình tới Bình Dương đọc lại Bình Dương Bình Định rồi nha anh em. Giờ anh em mình sẽ đem đồ vô. Rồi xách chỗ đây. Đấy, xách vô, xách vô. Xuống đồ nha. Vậy rồi in 8 lò cái trống cái gì? Cầm qua anh kia nè, anh xin dẫn đi qua nó xếp. Lấy xanh lên. Cầm xanh quýnh cho nó luôn xin. Quang ư. Quýnh đây. Anh đây. We'll be right back.
đúng gì? Có tên nữa, chuẩn bị có tên. Bình Minh ơi. Đâu? Phải đâu? Ê, Bình Minh. Ấy thì sao chứ? Cái áo khác mà. Ừ, áo khác mà. Đúng không? Bình Quang Minh siêu lưng nè. Sao? Thì mặc cho mặc áo khác. Đâu, được rồi, bấm vô rồi. Đây. Ông vừa đăng ký. Ông vừa đăng ký. Chuông thông báo lên. Gì? Đó. Xíu coi muốn lăn nghe. Xin trân trọng kính mời ạ. Và xin mời tất cả quý vị khách quý, ban lãnh đạo công ty cùng tất cả các anh chị, chúng ta cùng thưởng thức tiết mục múa lân. Và xin mời anh Trần Văn Vàng và anh Dương Ngọc Sơn, chúng ta sẽ tiến về phía cửa văn phòng để thực hiện nghi lễ tháo băng khánh thành văn phòng ạ. Thank you.
Thank you.
love is love. Love is love. Adios.